Mình sẽ giới thiệu các bạn design, game design của nhân vật. Thì theo thiết kế gameplay mặc định thì khi mà mỗi lần mà chúng ta play game ấy thì play game hoặc là tới được đi xa được 500 m và quay lại điểm khởi đầu thì game sẽ cấp cho người chơi hoặc là game sẽ chọn random một nhân vật trong cái bộ quản lý chỗ này. Ở đây mình đang có 3 nhân vật, mình sẽ giới thiệu từng chiếc sau. Nhưng đại khái mỗi lần play game ấy thì game sẽ đưa cho các bạn một nhân vật bất kỳ. Đấy. Và mỗi nhân vật sẽ có cái chỉ số khác nhau, sẽ có khác nhau không nhiều lắm đâu, nhưng mà sẽ có một sự khác khác nhau và game sẽ random ra và tùy theo cái loại nhân vật mà người chơi có thể quyết định là lên đồ như thế nào. Thì design là như vậy nhưng cũng sẽ không phải dạng đánh đố, vì đây là gameplay này sẽ thiên về dạng idle, game casual dễ chơi cho dân dân văn phòng. Đấy, nên là sẽ không quá khó để mà lên đồ. Thì mình sẽ giới thiệu từng nhân vật một. Thì ở đây mình có một cái debug là nếu như mình muốn debug nhân vật nào thì mình tắt cái random đi, lúc đó game sẽ không random nữa và nó sẽ chọn theo thứ tự ở đây là trên cùng. Thì mình sẽ nói đầu tiên về John. Lớp nhân vật của John là lớp nhân vật thiên về tốc độ, tức là lớp nhân vật này sẽ sử dụng những loại vũ khí bắn có khả năng bắn liên thanh. Đấy, tuy nhiên ở cấp độ đầu thì anh ta bắn cũng khá chậm, nói là chậm thôi nhưng mà cũng là nhanh nhất trong ba lớp nhân vật này rồi. Thì để tốc độ tối đa thì John cần phải nâng theo đường Iron Golem, tức là nhân nâng nâng giáp nhiều vào, nhưng nhân, nhân cái giáp tay này nhiều vào thì anh ta sẽ được max là 290 tốc độ tấn công. Và đây là chỉ số mình quy định là sẽ cao nhất trong game có thể, thì sẽ tạo ra hiệu ứng như thế này, các bạn thấy bắn liên thanh luôn. Đấy. Thì sẽ không có nhân vật nào bắn nhanh hơn anh ta nữa, vì cậu thấy đây này, nhanh rồi. Bởi vì sao? Vì khi mà bạn bắn nhanh hơn nữa sẽ dẫn đến game bug, sẽ dẫn đến bug game. Và như vậy thì cái game engine này nè, nó có giới hạn của nó, hoặc là cái giải thuật của bạn cũng có giới hạn của nó, chứ bạn không thể nào mắc vô hạn được. Mắc vô hạn thì nó sẽ dẫn đến bug đấy. Đấy là về John. Thì vì bắn nhanh như vậy cho nên là anh ta bị hai nhược điểm, đó là cái độ chính xác giảm rất là nhiều, bạn thấy nhá, khi bắn là cái đường đạn nó không đi thẳng đâu mà nó đi random, nó tỉa ra rất nhiều hướng, gặp những loại quái nhỏ thì sẽ có tỷ lệ miss, thì tuy nhiên miss không cao đấy, hoặc là nếu các bạn đang bắn vào quái vật lớn thì những con nhỏ nhỏ xung quanh sẽ không trúng đạn. Ngoài ra đam của John sẽ là thấp nhất trong các lớp nhân vật, tức là mỗi một viên đạn chỉ có một đam thôi. Đương nhiên chúng ta có thể nâng được đam bằng cách là nâng cái Iron Bullet lên đây, cho cấp nhiều Iron Bullet vào thì đam cũng sẽ tăng tăng theo. Đấy, bạn thấy nó lên 12 rồi này. Đấy. Rồi đó là nhân vật John. Còn về tốc độ di chuyển thì hầu hết mọi người như nhau. Trong 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 cả ba nhân vật này sẽ có theo hiện tại nhé, hiện tại ba nhân vật này tốc độ di chuyển đều khá giống nhau. Có thể sẽ có một lớp nhân vật di chuyển nhanh nữa. Tuy nhiên di chuyển nhanh nó có lợi ích và bất lợi của nó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu đi chậm á thì chúng ta sẽ giết được nhiều quái hơn, item rớt được nhiều hơn. Mà khi mà nhân vật di chuyển quá nhanh á thì số lượng quái xuất hiện, ví dụ như cũng cũng trong 500 m nhé, mà nhân vật di chuyển nhanh á thì số lượng quái hiện ra sẽ ít hơn. Đi nhanh quá mà quái không kịp hiện và số lượng item nhặt được cũng sẽ không nhiều. Thì đối với những vật đi nhanh là những vật nào? Những loại nhân vật mà muốn đi tới xa. Bởi vì sao? Bởi vì có những loại item ấy, có những loại quái vật ấy, chỉ sau 500 m thì mới xuất hiện. Đấy, có những loại nhân vật như vậy, tức là đi càng xa chúng ta sẽ có càng nhiều loại quái và các loại quái đấy là sẽ rớt ra những item khác nhau và cho phép nâng lên những loại đồ khác nhau. Nhưng mà có thể hiểu rằng là 500 m đầu tiên các bạn chỉ rớt là những loại vật phẩm nhất định, nâng cấp được những loại vật phẩm cơ bản thôi. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ cần những lớp nhân vật đi nhanh để có thể đi tới điểm xa và săn được những con quái và có loại đồ xịn hơn. Đấy là về John nhé, và sơ sơ vậy. Và tiếp theo là nhân vật thứ hai nhé. Nhân vật thứ hai là Mackie. Mình sẽ kéo lên đây để mình debug. Thì code sẽ tự động nhận dạng, vì do không random nên lấy nhân vật đầu tiên. Nhân vật đầu tiên sẽ là Mickey. Đọc đúng nhận Mickey hay là Mickey. Ok, thì nhân vật này, lớp nhân vật này sẽ chuyên cầm các loại súng shotgun. Shotgun có nghĩa là bắn một phát nó tỉa ra nhiều viên đạn nhỏ. Đấy, thì chính vì nó tỉa nhiều viên đạn nhỏ cho nên là đam tổng của Mackie trong một lần bắn nhá là nó sẽ cao hơn John. Tuy nhiên cái phần đam per second thì nó chỉ khác nha, ở đây mình sẽ không tính tới đam per second, mình chỉ tính một lần bắn thôi. Đấy, thì bắn ra được chừng này thì hiện tại thì John vẫn chưa có một cái item nào để hỗ trợ cho tăng số lượng đạn có thể tỉa ra, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Ví dụ như mà mình sẽ có một item nào đó mà khi nâng cấp item đấy thì số lượng đạn mà anh ta có thể tỉa ra sẽ nhiều hơn. Mình sẽ làm như vậy, mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy đấy.
Tiếp theo nữa là tốc độ bắn. Tốc độ bắn của John thì cho dù nếu các bạn nâng mắt, nếu các bạn nâng mắt theo đường Iron Rocket ở đây thì tốc độ bắn của John cũng khoảng 170 thôi, như các bạn biết rồi. Shotgun là chậm và số lượng đạn của shotgun là đó là khoảng, để mình xem nào. Ông John này ông có đạn bao nhiêu đây nhỉ? Có một cái chỗ spare. Đây 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 đây. Trong Hero Editor ấy, nó có một cái khái niệm là số lượng đạn trong súng. Thì mặc định là mắc armor của John là 8, thì sẽ có một loại item nào đó giúp cho số lượng đạn của John tăng lên. Và cái số lượng đạn này có thể là cái item này có thể dùng cho tất cả các nhân vật, là khi nâng cấp cái đấy thì người ta sẽ có nhiều 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 item hơn trong cái này, và cái tốc độ load của nhân vật cũng sẽ khác nhau, phải không? Tất cả nhân vật đều có một cái gọi là bắn một hồi sẽ nghỉ nhé, vì hết đạn là phải nghỉ để mà nạp đạn. Thì đây thì John sẽ có 8 viên đạn, Mackie sẽ có 8 viên đạn, còn John thì có đâu có khoảng 30 viên đạn thì phải. Để mình xem John có bao nhiêu viên đạn nhé. Vì đây là video giới thiệu nên mình sẽ không ngại nói những vấn đề khác đâu, không 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 ngại quay lại đâu. Đầu tí nào, John nạp John lên và để xem John có bao nhiêu viên đạn nhé. John này có 30 viên đạn đấy, thì 30 viên đạn trong súng. Thì có thể là khi mà nâng cấp nhân vật lên, mình có thể làm kiểu là khi nâng cấp lên là John sẽ dùng súng khác và có nhiều đạn hơn, kiểu như vậy đấy. Rồi, đó là Joe và Mackie. Thì Mackie thì đấy, như mình nói đấy, bắn một phát ra nhiều viên đạn, tốc độ bắn chậm đấy. Tiếp theo sẽ là Jill. Ta sẽ nói về Jill nhé. Thì Jill là nhân vật nữ. Nếu các bạn để ý nhé, tên của nhân vật này mình sẽ lấy cảm hứng từ trong các game và trong các phim ra đấy. Các bạn thử đoán xem John là trong phim nào, Mackie là trong phim nào và Jill là trong phim nào nhé. Mình cũng cố gắng tạo hình tượng gần gần giống như trong game đấy. Nhân vật Jill này ấy, đặc điểm của họ là đặc điểm của Jill ấy, là sử dụng súng côn và lực bắn sẽ là mạnh nhất trong ba nhân vật này. Đấy, và thấy không? Mỗi một viên đạn của John và Mickey chỉ có một đam, nhưng mà đạn của Jill ban đầu bằng 3, thì mình sẽ làm một gameplay nào đấy mà để cho nhân vật này có nhiều đam nhất có thể. Thì thật ra là Jill sẽ hợp với nhân vật tấn công ở những cái giai đoạn đầu, tức là giai đoạn từ 100 tới 200 mét là hợp, vì sẽ giết quá nhanh, kết thúc quá nhanh. Như các bạn biết là vì khi mà reset về không ấy, reset về không ấy, thì tất cả item sẽ bị reset, tất cả mọi người sẽ về không, cho nên là Jill sẽ có lợi thế ở ban đầu. Tuy nhiên càng đi về xa thì Jill sẽ không 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 mạnh bằng những nhân vật khác. Bởi vì sao? Vì khi các bạn nâng Iron Bullet lên rồi thì những nhân vật như là Mackie sẽ mạnh hơn. Và chính vì lý do đó mình cái kế hoạch là sẽ cho Jill khả năng ném lựu đạn nữa, là bắn bắn một khoảng thời gian Jill sẽ khả năng ném lựu đạn để gọi là tăng hiệu quả cho nhân vật này. Tức là nhân vật này sẽ gây đam mặc dù chậm nhé, mặc dù chậm nhưng mà nhân vật này sẽ gây đam nhiều nhất trong các lớp nhân vật đấy. Còn về tốc độ di chuyển thì Jill sẽ đứng thứ hai trong ba lớp nhân vật ở đây. Các bạn thấy, nếu các bạn nâng nâng Iron Boots lên thì bạn sẽ thấy được là tốc độ di chuyển thì cũng như nhau nhé. Sorry, mình nói về tốc độ đánh nhé. Iron Boots này thì Jill có chỉ số là 260, tức là không nhanh bằng John nhưng mà nhanh hơn Mackie đấy, vì bắn súng lục thì sẽ nhanh hơn mà. Đấy thì đấy là về ba lớp nhân vật hiện tại và cái design của player trong game của mình. Thì các bạn có thể góp ý nhé, nếu các bạn cảm thấy là có một cái idea nào đấy hay thì bạn góp ý. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ lắng nghe và chọn lọc, bởi vì như mình nói đấy, khi một cái gameplay thay đổi ấy, có khi bạn phải code lại rất là nhiều đấy. Có một cái bài viết trong bài của mình đấy là mình có thiết kế rằng là mỗi lần mà nhân vật lên cấp, thay đổi nhân vật thì mình thay luôn toàn bộ skin. Thì có một bạn hỏi là thế sao anh không chỉ làm thay thay cái súng không thôi. Thật ra nhá, cái ý tưởng đơn giản như vậy nhưng mà để ra được cái ý tưởng đấy bạn phải có một bộ code quản lý súng nữa, cho nên là rất là phức tạp. Có rất nhiều idea nó rất đơn giản nhưng mà khi thực thi nó rất là phức tạp, cho nên là chúng ta phải chọn lọc đấy. Ok, mình giới thiệu sơ sơ về cái player. Clip tiếp theo mình sẽ nói giới thiệu về cái con bé này. Ok, chào các bạn.